guys, it's me, I'm Thanh from Alma English and welcome back to my channels. Xin chào tất cả các bạn, mình là Miss Thanh đến từ Alma English và chào mừng mọi người quay trở lại với video clip của Thanh. Trong video clip này, Thanh muốn chia sẻ cho các bạn một bí mật để giúp các bạn có thể học tiếng Anh giao tiếp một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Làm thế nào để chúng ta chỉ có học một lần duy nhất và không bao giờ chúng ta phải lặp lại nó nữa. Trong video clip này, Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn một lộ trình, một công thức bí mật để giúp các bạn học tiếng Anh một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Các bạn có thể áp dụng ngay trực tiếp cái công thức này để chia sẻ cho bạn bè, người thân, những người thân thiết của mình để họ có thể học tiếng Anh một cách nhanh nhất và giúp họ có thể hòa nhập với thế giới ngày nay. Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi rằng tại sao mình học tiếng Anh nhiều năm rồi nhưng mà vẫn không thể giao tiếp được không ạ? Yes, có phải các bạn đang nghĩ rằng để giao tiếp tốt tiếng Anh thì mình phải có một lượng từ vựng nhất định, sau đó mình sẽ có thể nghe và nói được đúng không ạ? Bạn đang nghĩ theo kiểu là mình có từ vựng rồi thì mình sẽ giải quyết được hai vấn đề là nghe và nói. Thì Thanh xin thưa cho các bạn, nếu các bạn đang nghĩ vậy thì quan niệm đấy hoàn toàn sai lầm. Bởi vì sao Thanh nói như vậy? Và các bạn cứ tưởng tượng đi, cái từ vựng có phải là các bạn đang học theo kiểu là mình biết cái từ viết, cách viết cái từ đấy, sau đó mình sẽ biết nghĩa của nó. Thế nhưng mà các bạn không biết cách đọc của nó, các bạn không để ý đến cái âm hoặc là cái cách phát âm ra cái từ đấy như thế nào. Dẫn đến là khi các bạn nghe thì các bạn rất khó, bởi vì khi mà mình học sai rồi thì người ta nói đúng, mình không nghe thấy người ta đang nói gì. Và khi mà mình đã không chuẩn với cái phát âm của mình, lúc mà mình giao tiếp với nước ngoài mình rất là tự ti và không dám nói chuyện. Vậy thì mấu chốt ở đây là gì? Chúng ta phải quay trở lại cái phần phát âm. Yes. Khi mà các bạn phát âm chuẩn ở cái từ đấy rồi thì các bạn có thể nghe nó rất dễ dàng và khi các bạn nói cũng rất tự tin hơn nữa. Như chúng ta đã biết, để mà học phát âm tiếng Anh thì chúng ta lưu ý cho Thanh hai bảng. Bảng thứ nhất là bảng chữ cái tiếng Anh, bảng thứ hai là bảng phiên âm quốc tế IPA. Bảng chữ cái tiếng Anh để giúp chúng ta có thể viết nên cái từ mới đấy như thế nào. Và bảng phiên âm quốc tế IPA là giúp chúng ta có thể đọc được cả cái từ đấy ra làm sao. Yes. Và hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn 3 bước để có thể đọc được một cái từ bất kỳ mà không phải tra từ điển. Bước thứ nhất là gì ạ? Là các bạn phải tách được cái số lượng âm đọc trong một từ. Tại sao Thanh phải nói như vậy? Những cái lỗi sai của người Việt Nam mình là các bạn hay bị đọc thừa hoặc đọc thiếu âm rất là nhiều, đặc biệt là ending sound, các cái âm cuối đúng không ạ? Yes. Khi mà các bạn tách được cái số lượng âm đọc rồi thì các bạn có thể kiểm soát là trong một cái từ như vậy thì âm nào được đọc nên và âm nào không được đọc. Ok, bước thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào học về dấu hiệu nhận biết của nguyên âm. Dấu hiệu nhận biết nguyên âm thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều trong quá trình mình có thể nhìn một từ mà có thể đọc luôn không phải tra từ điển. Ok, bước thứ ba sau chúng ta sẽ đi đến bước là luyện đọc và luyện tập. Ok, luyện tập lưu ý cho Thanh các cái quy trình như thế này. Chúng ta bắt đầu đi từ học về âm, cách phát âm cái âm đấy như thế nào, khẩu hình miệng ra làm sao. Thứ hai, sau đi bắt đầu khi học về âm đó rồi, chúng ta sẽ ghép vào từ, ghép vào câu và đi vào đoạn, rồi chúng ta bắt đầu mới đi vào đoạn hội thoại hay là giao tiếp thông thường. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào luyện tập cùng với Thanh nhá. Thanh lấy demo ví dụ, đây là âm i, i dài đúng không ạ? Yes, mình sẽ đọc là i i i. Rồi, mọi người cứ mỉm cười lên và để cái lưỡi thả lỏng tự nhiên ở giữa không trung, như vậy mình phát âm được cái âm này đúng không ạ? Mình sẽ đọc là i i i. Good job. Sau khi mà phát âm về, luyện về âm rồi, mình bắt đầu đi vào từng từ. Ok, và dấu hiệu nhận biết cái âm đấy. Vậy thì y dài ở đây Thanh đưa ra cho các bạn một cái dấu hiệu nhận biết, đó là gì? EA thì được phát âm là y dài. Ok, ví dụ mình có từ này. Đầu tiên cái từ này mình sẽ tách số lượng âm đọc nhá. Cái từ này có hai âm tiết, mình sẽ tách ra sao ta? Yes. Thanh tách được như thế này. Và EA là dấu hiệu y dài, Thanh ghi như vậy. R là dấu hiệu của ơ ngắn. Yes, và cái từ này mình sẽ ghi là teacher. Mình không đọc là teacher nhá, mình đọc là teacher. Teacher. Good job, teacher. Rồi, còn dấu hiệu tách như thế nào, Thanh đã có video clip chia sẻ về cái tách âm đọc trong một từ. Mọi người có thể xem lại trên YouTube Alma English nhá. Rồi, tiếp theo y dài, EA là dấu hiệu y dài. Thanh có một số ví dụ tương tự. Mình sẽ có EA ở đây cũng đọc là y dài đúng không ạ? Mình sẽ đọc là easy. Easy. Rồi, Thanh có thể được viết được cái phiên âm của từ này luôn, đó là E2.ZI. Ok, easy. Easy. Rồi, C. Thanh cũng viết được phiên âm của nó luôn. C. C. Rồi, milk. Thanh viết được phiên âm của nó luôn. M, I dài, L. Đúng ạ. Milk. Milk. Chip. Thanh viết được phiên âm của nó là từ này. Mọi người đừng để ý những cái từ xung quanh nhé, bởi những cái từ xung quanh là phụ âm thì M thì vẫn được viết là M, L thì vẫn viết là L. Tuy nhiên có một từ chip này nó hơi khó một xíu thì mình vẫn phải học dấu hiệu nhận biết của âm. Thì cái đấy là mình sẽ học sau. Ok, ví dụ từ này mình sẽ đọc là trip.
trip. Good job. Còn từ này cũng tương tự, mình sẽ đọc là m, y dài và t. Mình sẽ đọc là meet. Meet. Rồi mọi người đọc lại cùng với Thanh nhá. Teacher. Teacher. Easy. Easy. See. See. Meal. Meal. Cheap. Cheap. Meet. Meet. Good job. Đó, tức là mình đọc từ từ âm, sau mình học từ từ. Sau bây giờ mình sẽ ghép cả câu nhá. Ok, nào. Thanh còn lấy ba ví dụ ở đây. I'm a teacher. Khi mà ghép vào câu, mọi người để ý cho Thanh cái nối âm nữa nhé. Mình sẽ là I'm a. I'm a. Yes. I am a teacher. I'm a teacher. Good job. I'm a teacher. Rồi thứ hai. It is. It is very easy. It is very easy. Ôm ở đây nhá, y dài, ok. It is very easy. It is very easy. Good job. Tiếp. This book is very cheap. This book is very cheap. This book is very cheap. Good job. Đó, thì mình đọc từ từ, từng âm, sau rồi ghép vào từ, sau ghép vào câu, sau rồi mình sẽ ghép vào đoạn hội thoại. Ghép vào đoạn, sau rồi đoạn hội thoại. Ok, thì mọi người cứ follow theo những cái bước như vậy thì vào chúng ta sẽ học được các cái nguyên âm thôi, dấu hiệu nhận biết các nguyên âm là chúng ta sẽ viết được cái phiên âm của nó và chúng ta sẽ đọc được bất cứ từ nào mà không phải tra từ điển. Với mong muốn là càng nhiều người học tốt tiếng Anh hơn và có càng nhiều người tiếp cận với một cái phương pháp học tập hiệu quả này thì Thanh dành tặng muốn chia sẻ cho các bạn một cái khóa học hoàn toàn miễn phí vừa học trực tiếp cùng với Thanh để Thanh có thể chia sẻ cho các bạn những cái công cụ và cách thức để các bạn có thể áp dụng nó trong việc học tiếng Anh của mình. Và nếu như các bạn mong muốn tham gia cái chương trình học này và muốn rút ngắn cái khoảng thời gian học tiếng Anh của mình và chỉ học một tiếng Anh một lần duy nhất và không bao giờ phải học lại một lần nữa thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link bên dưới để Thanh có thể dành tặng cho các bạn khóa học này hoàn toàn miễn phí. Và Thanh chỉ có 20 suất dành cho các bạn thôi, thế nên là các bạn hãy nhanh tay đăng ký để Thanh có thể giúp các bạn tiếp cận một cái phương pháp học hiệu quả này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học. Xin chào và hẹn gặp lại.